Ấy mới có bài số 10. Bài số 11 ấy các bạn ơi. Bài số 11. Ngọc Nguyên, Thúy An. Hai bạn này có mấy dấu rồi? Có ai chưa có dấu thì gõ lên nha. Dạ em có một dấu. Một dấu, Thúy An một dấu. Thanh Nga chưa có dấu, Thanh Nga đẩy lên. Có ai chưa có dấu nữa? Ngọc Nguyên mới có một dấu đúng không? Để cô coi thử còn ai chưa có dấu nữa. Lâm Nhung, Lâm Phương Nhung mấy dấu rồi? Lâm Phương Nhung một dấu. Rồi thôi cô cho mấy bạn một dấu này lên nè. Lâm Phương Nhung lên nè. Đâu rồi? Lâm Phương Nhung, Ngọc Ngọc Nguyên. Hồi nãy Ngọc Nguyên là mấy? Ngọc Nguyên một dấu đúng không? Dạ một dấu ạ. À, hồi nãy là Thúy An là làm ngay sau Ngọc Nguyên mà mới rớt đúng Dạ không? dạ đúng rồi, hồi nãy em mới bỏ tay xuống. Rồi Thúy An lên. Vậy Ngọc Nguyên một dấu nè, Thúy An một dấu nè, Thanh Nga chưa có dấu nào lên đi. Với bên kia là bạn Lâm Phương Nhung nha, bốn người. Bài số 11, chúng ta tranh thủ giải nhiều tí. Cô sợ không kịp. Lớp thứ 5 hả? Cũng Linh này luôn. Cũng Linh này á, vô thử đi, hình chắc là giờ giống đó, cô nghĩ là giống bởi vì hai lớp này chưa có học bù đợt 2 mà đúng không? Ừ, cuối tuần này thì lớp này học bù. Ủa cuối tuần này lớp này có học bù không ta? Cuối tuần này 20 tháng 11 rồi. Học bù rồi nó mới lệch, còn nếu không nó không lệch. Đẩy lên Zalo cô coi. Bắt đầu Thanh Nga đúng không? Thanh Nga đẩy bài lên. Đó lợi nhuận chưa thuế nè. Lợi nhuận lỗ một cái là khỏi có đóng thuế. Rồi, ok. Bài 12, DOL dự tính đầu tư thêm tài sản cố định 5.000 triệu, khấu hao bình quân tức là thêm 500 nữa, biến phí giảm 0,2, lượng tiêu thụ năng thêm 5.000 sản phẩm. Bên kia là lượng tiêu thụ hiện đang là bao nhiêu? Lượng tiêu thụ là đang 20.000. Bạn kia làm gì mà cô đọc không hiểu luôn. Bài 11.
Y 30.000 40%, 30.000 40% bằng nợ lãi vay rồi, ngàn hai số cổ phiếu 18. Ủa Phương Dung làm gì ta? Phương Dung sao là bài số 11 chưa chưa đẩy lên hết hả Phương Dung? Cô ơi, do nọc bài á xong rồi cái nó bị tách ra hai đứa em á cô. An nhảy lên giữa Phương Dung đó hả? Dạ Hai đứa đúng rồi. hả? Dạ. Trời ơi Phương Dung nó gửi ba bản ở ba cái nơi xa vời dễ sợ luôn trời. Thì để em thu hồi em up lại cho. An à, An thu hồi hả? Bit 15.000 lãi vay là ngàn hai đúng rồi, nhưng mà quy định phí là 5.000 đúng rồi, biến phí là giảm 0,2 đúng không, 1.6 giảm 0,2 rồi, có vẻ như bài của Thanh Nga, bài của Thanh Nga đi ổn rồi đó, 1,6 1,19 biết cuối cùng là biết của câu số 3 là ra bao nhiêu vậy Thanh Nga ơi? 15.000 hả? 25.000 nhân với 2.2 Dạ 15 ngàn á cô. trừ đi nhân với 2.2 1.4 giấu ngoặc để ở đâu, 2.2 trừ 1.4 phải đóng ngoặc mở ngoặc của cái đám đó chứ nhờ. Cái hàng đầu tiên là con chưa có đặt nhân tử chung 20 Không đặt nhân tử chung rồi rồi không, ok cái hàng ở dưới con mới đặt á con. ok ok rồi rồi lợi nhuận ròng là 9975 hả, sao không ghi công thức tính trời ơi. EPS 55 5542, sao cái số mà nó lạ quắc vậy trời. Lâm Phương Dung có vẻ tính cụ thể hơn nè, số lượng cổ phiếu đúng rồi, vốn chủ sở hữu ok, để cô coi Phương Dung. Phương Dung rồi 1375 rồi, 1046 ok. Lâm Phương Dung DTL là 1904, đầu tư thêm mức khấu hao 5.000, ở bit 15.000 nên đầu tư dự án. Ủa cái sao họ hỏi gì vậy? À nên đầu tư hay không chứ không nhất thiết phải giải EPS và ROE đúng không? Chỉ cần ở bit nó cao hơn là được rồi. À, cái bài của bạn đầu tiên cô thấy ổn. Thanh Ngọc Thanh Ngọc sao khác mấy bạn thế nhỉ? Của mấy bạn là cái phần 5.000 là âm 2.700 mà. Sao đây có 1.700 vậy? Thanh Ngọc. À, không phải. Dạ em tính lộn mất cô. Cái đó là ra 2007 nó. Âm 2007. Âm 2.700. Dạ. Còn mấy cái khác đúng mấy hả? Dạ giống ạ. Em úp lại không cô? Ấp lại chứ. Dạ. Thanh Ngọc ấp lại đi. An, để cô coi bài của An coi. Rồi âm 2.700. Rồi đúng rồi. 1.9. Tại sao khấu hao? Biến phí ok. Rồi cô chiếu bài của An. Bài của An hai trang nhưng mà đỡ hơn bài bài của Thanh Nga cũng ổn, tuy nhiên bài của Thanh Nga thì
thì ở phía dưới giải cái rét ra tới OBS luôn. Thanh Ngọc rồi, như vậy cho điểm 4 bạn cho cô nha. Cô chiếu bài của An nha. Về cố gắng làm bài tập nhiều nha các bạn. Môn này có hai người dạy, cô với thầy Toàn.
Các bạn xem cái bài bài số 11 có gì thắc mắc hỏi luôn nha. Cách tính thông thường thôi. À, cái phần thứ sau các bạn, trang sau nha. Các bạn xem bài có ai thắc mắc gì hỏi nha. Câu 3, mình tới tính tới orbit là được phải không? À, orbit này thì so với orbit kia nhá. À, orbit câu 3 thì so với orbit câu 1, nhưng mà còn không á thì tính ra tới tới EAT luôn nhá. Tính ở tới EAT. Này có phát sinh y không? Bởi vì orbit thì chưa có tính tới y. Cái bài này mua cái tài sản này có phải mua tài sản này là không có đụng tới y đó, cho nên nó là tới tính ở bích là được rồi, nhưng có một số bài mà tính tới y nữa là phải tính tới EAT nha. Nhưng mà an toàn nhất là bạn nên tính tới EAT luôn đi để cho nó an toàn nha, trong bài tập hay là trong cái đi làm á thì tính luôn tới EAT. À, bài thi hay gì đó là chúng ta nên tính tới EAT, chẳng thà dư còn hơn thiếu các bạn. Rồi, để cô coi bài ngày hôm nay học thì mình sẽ giải tới được đâu nhỉ? Mình còn bài số 12. À, giải số 13. 14. 15. Trời. Như 19 thì giống bài số 10 à. Mười mấy rồi đó. 19 thì giống bài số 12 rồi. Giải tới bài 15 cho cô nha. Về nhà giải tới bài 15 nha. Ồ, bài 21 nữa nè. 20, 21. Bỏ bài 17, 17, 18 giải rồi đúng không? 20, 21. 22. Chùa chà, quá nhiều bài. Giải tới bài 22 á các bạn. Nha. Ừ. Rồi chắc hôm nay mình nghỉ ở đây thôi các bạn. Có ai thắc mắc gì thì hỏi luôn nha. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha. Cô ơi, cô ơi. Khi nào mình nạp bài tiểu luận vậy? Ủa, bài tiểu luận hồi đầu là cô nói giờ qua tuần 11 chưa các bạn? Dạ rồi. À, giờ qua tuần 11 nha, tới buổi học thứ 11. Buổi học thứ 11 thì mình sẽ nộp bài nha. Bởi vì cô còn mấy mấy buổi để cô chấm bài á. Chứ hình như học kỳ này chỉ học có 10 hay 11 tuần thôi đó.
Buổi họp thứ 11 nộp bài về cho lớp trưởng và lớp trưởng đẩy qua cho cô một lần thôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Ủa cô ơi, Ừ. cô cho con hỏi là cái doanh nghiệp mà Vingroup với lại Masan cô, cái đó là nó sáp nhập hay là nó mua lại luôn vậy cô? Vingroup, Masan. Dạ. Là thằng Vin nó mua thằng Masan đúng không? Dạ không, cái mà Vin Vineco với lại Vincom nó sáp nhập lại với lại Masan á. Cái này phải nghiên cứu thị trường đi. Ba cái đó có cái nào bị biến mất trên thị trường không? Sao con thấy nhiều nhiều tài liệu thì nó ghi là sáp nhập, còn nhiều cái nó ghi là mua lại luôn. Mua mua lại có nghĩa là nó cũng biến mất trên thị trường luôn. Tức là Có công nghĩa ty là lớn á, nó mua lại công ty nhỏ á, là công ty nhỏ biến mất luôn. Còn nếu mà nó sáp nhưng nhập mà á, thì hai hai đứa cũng ngang ngửa nhau, sáp lại nhau. ví dụ như nó sáp lại sau rồi sau khi mà nó hợp nhất thì nó vẫn giữ cái thương hiệu của cái kia nó bán, nhưng mà nó sẽ chia cổ phần cho bên kia hay là sáp nhập đúng không cô? Còn mua mua lại là nó mất đức luôn đó, như vậy nó sáp nhập lại hai cái để nó lớn hơn thôi. À dạ em cảm ơn cô. Rồi nếu không còn gì nữa thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha. Cảm ơn các bạn, cô chào các bạn. À, các bạn ơi học bù theo lịch dùm cho cô nghe, cô cũng không biết nữa. Hình như tới ngày 29 tháng 12 mới học bù cho ngày 20 tháng 11, coi dùm cho cô trong có cái lịch học bù á các bạn ơi. Rồi chào cả nhà.